Hello, xin chào anh em, quý khách hàng và các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần, chúc anh em, quý khách hàng và các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Chúc anh em, quý khách hàng có một ngày cuối tuần vui vẻ, dồi dào sức khỏe, tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay mình muốn mang đến cho anh em, quý khách hàng một siêu phẩm đến từ Trung Quốc, MM sắt, nước sơn màu bạc rất là đẹp, cái mảng thùng kính, thùng bảo ôn giữ nhiệt. Thì xe này với thùng dài 5m320, chiều ngang là 2m050 và chiều cao được 2m1, tải trọng là 4,4 tấn, một chiếc xe 4,5 tấn, chiếc xe của Jack, nhà máy Jack lắp ráp và sản xuất 2013, niên hạn sử dụng đến 2038. Một chiếc xe đời cũng còn rất là cao và còn rất là đẹp. Thì cái xe này nếu anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với mình hay số điện thoại 0937965342 để đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử em nó. Thùng kiểu giống dạng thùng bảo ôn, đóng cũng rất là dày luôn đó anh em. Đó. Nếu anh em thích những cái thùng bảo ôn mà lớp ngoài nóc có độ phơm xịn sò như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Đây, nói chung là một chiếc xe thì mình cảm thấy mọi thứ đều còn rất là ổn. Thùng nó gần khoảng 23 khối nè, đó, thể tích chứa của cái thùng rất là lớn luôn. Cầu rất là lớn nè, phanh là phanh hơ. Dòng rắc này sử dụng phanh hơ, có chứa lốc kê ở cái cầu của nó. Khóa hộp nè, khóa hộp rất là xịn sò luôn, inox. Đó, lớp trong cũng là lớp inox, sàn inox dập sống rất là dày. Đó, khoảng độ phơm, giữ nhiệt. Xe này chở nước đá hải sản rất là tuyệt vời luôn anh em, thùng còn rất là ok lắm. Đó. Thì xe này bên mình dự kiến chào bán cho anh em quý khách hàng các bạn với mức giá tham khảo là 185 triệu, có thương lượng cho anh em đi xem xe và trải nghiệm với một xe bên mình. Xe niên hạn sử dụng đến 2030, nói chung là niên hạn sử dụng đến 2038 nha anh em. Đó, cũng còn đời cũng còn rất là cao. Những cái phân khúc xe giá rồi là bình dân như thế này cũng rất là được sự ưa chuộng. Khung sexy của nó cũng còn rất là cứng cáp này. Đường kính mâm của nó là 16 inch, vỏ 7.5, nói chung bánh đôi đồng bộ trước sau, khung gầm cũng rất là lớn, tăng khả năng cắm tải cũng rất là tuyệt vời luôn. Thùng còn rất là đẹp, nói chung là thùng đẹp nè. Đầu cabin này là cabin zin nè. Nói chung là máy móc cũng rất là ok, máy thì có làm lại rồi nhưng mà giờ cũng rất là ổn, rất là tuyệt vời. Phanh khí nén nè, nguyên cái bầu phanh khí nén của nó rất là lớn như thế này. Đấy, rất là an toàn. Phanh này mà đổ đèo đổ dốc thì bao an toàn, bao tuyệt vời nè. Kính thì quay tay thôi, nội thất cũng đơn giản thôi nhưng mà cũng rất là đủ các tính năng trên một cái dòng xe tải. Ghế ba chỗ ngồi bọc da cũng rất là sang trọng đây. Đấy, vô lăng có trợ lực cũng rất là nhẹ nhàng. Xe này đời sau đi cũng khoảng 110.000 km, đi cũng tương đối thôi. Một cái xe sản xuất 2013, rắc 4,5 tấn, 2013, đời cũng rất là cao. Xe thì nội thất cabin cũng còn rất là sạch sẽ và rất là ok. Đây là cái cần số của nó, 5 số tiến, 1 số lùi thôi. Đấy. Phanh khí nén này, phanh tay cũng là phanh khí nén, rất là an toàn luôn em. Nói chung là xe còn rất là ok về mọi thứ, về cabin, nội thất phía trong cabin, thùng bọng, thùng sexy, cầu máy hộp số, tất cả mọi thứ đều còn rất là ok, rất là xịn sò để anh em quý hàng có suy nghĩ để đầu tư một cái em rắc 4,5 tấn, thùng dài 5m3 như thế này, rất là tuyệt vời. Và đây là cái khối động cơ của nó anh em, với dung tích xi lanh là 3,8 lít, công suất đạt 88 kW từ motor 2008, công suất rất là lớn. Phanh phía trước dùng phanh khí nén luôn, rất là an toàn luôn anh em. Có cầu mà phía trước là dùng cục và nhíp và có phanh khí nén rất là tuyệt vời. Máy rất là lớn luôn, công suất lớn nè, máy to, máy khỏe, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nói chung là một cái dòng xe phân khúc giá bình dân và ok như thế này thì rất là thích hợp để anh em quý hàng có thể đầu tư kinh doanh hàng hóa. Đó, xe rất là đẹp, mọi thứ đều rất là ok, rất là xịn sò luôn. Đó, rất là tuyệt vời luôn anh em. Khung sắt sơn còn rất là cứng. 185 triệu sở hữu ngay em rắc, giá cả thì có thể thương lượng bớt một tí xíu lục lá về cho anh em làm ăn cho nó may mắn.
Nếu anh em quan tâm cái dòng sản phẩm này cứ gọi ngay cho mình đến số điện thoại 0937 965 342 để đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử em nó. Nếu cảm thấy phù hợp có thể đưa em nó về phục vụ mục đích kinh doanh chở hàng hóa của anh em với hàng của các bạn. Đó, một em sắt xe còn đăng kiểm, nói chung là còn rất là ok, từ cabin, nội thất, thùng, mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Xe còn đăng kiểm tới tháng 4 2021, nước sơn màu bạc rất là đẹp và bắt mắt. Đây, cản người cũng bằng inox bọc composite, nói chung là xe rất là tuyệt vời luôn em. Cụm đèn pha halogen ship nhận ngang rất là sáng luôn đấy, mọi thứ đều rất là ok, khung gầm rất là cao nè. Đấy, nói chung là xe rất là tuyệt vời. Cảm ơn em quý hàng các bạn đã theo dõi cái video báo giá về cái mẫu xe cũ mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng trong những cái video tiếp theo của mình về báo giá những cái dòng xe tới cũ.